Chúng ta cùng thực hành tiếp bài số 11, Science and Technology, Khoa học và Công nghệ, phần A Closer Look 1. Trong tiết học này, các em sẽ làm bài tập để luyện tập về phần từ vựng và phát âm. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng cô đọc một số từ và cụm từ có trong bài. Recognition, face recognition, fingerprint, scan, scanner, fingerprint scanner, experiment, video conferencing, digital, digital communication, tracking, eye tracking, chemical element, medicine, planet, create, creator, radium, polonium, light bulb, vaccine, carry out, cure, cancer, attendance, check attendance, familiar, lend. Ở bài tập số 1, 2 và 3 thì chúng ta sẽ luyện tập về từ vựng. Và yêu cầu hoạt động số 1, các em sẽ nối mỗi từ hoặc là cụm từ với bức tranh đúng. Chúng ta có các bức tranh sau đây, từ 1 tới 6. Face recognition, nhận diện khuôn mặt. Fingerprint scanner, máy quét dấu vân tay. Experiment, thí nghiệm. Video conferencing, hội nghị trực tuyến. Digital communication, giao tiếp kỹ thuật số. Eye tracking, theo dõi cử động mắt. Các em sẽ dựa vào nghĩa của những từ và cụm từ này. Đồng thời, chúng ta quan sát kỹ các bức tranh. Các em hãy tạm dừng video và tập làm trước khi tham khảo đáp án trên màn hình. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ chuyển qua hoạt động số 2. Bài tập số 2, các em hãy chọn phương án phù hợp nhất để hoàn thành cho mỗi cụm từ sau đây. Chúng ta sẽ có 4 câu. Và ở mỗi câu thì các em thấy là cho chúng ta một động từ. Ví dụ ở câu số 1 chúng ta sẽ có invent là phát minh. Và trong hai phương án này thì các em hãy chọn một để chúng ta nối với động từ invent để tạo ra một cụm động từ có nghĩa. Ví dụ như ở câu số 1 thì chúng ta có câu A là a device, đó là một thiết bị. Và câu B, a new area, một khu vực mới. Như vậy chúng ta sẽ chọn phương án A, invent a device, là sáng chế ra một thiết bị. Tương tự như vậy, ở câu số 2 chúng ta cũng có một động từ nguyên mẫu, discover, là khám phá. Thì các em sẽ có hai phương án để mình lựa chọn. A chemical element là một nguyên tố hóa học, a technology là công nghệ. A technology, một công nghệ. Như vậy thì chúng ta sẽ khám phá ra một nguyên tố hóa học mới. Các em sẽ chọn cho cô phương án A. Câu số 3, create, sáng tạo, thì chúng ta sẽ có là weather, là thời tiết, và a medicine là một loại thuốc. Như vậy là sáng tạo hay là tạo ra một loại thuốc. Các em sẽ chọn cho cô phương án B. And number 4, câu số 4 thì chúng ta có động từ develop là phát triển, a planet là một hành tinh, a technology là một công nghệ. Như vậy thì sẽ là phát triển một công nghệ. Các em sẽ chọn phương án B. Bài tập số 3, hoàn thành các câu với những từ và cụm từ cho trước. Fingerprint scanner, máy quét vân tay. Invented, động từ phát minh. Created, tạo ra. Discovered, khám phá. Experiments, những thí nghiệm. Trong phần này các em có 3 động từ và các động từ này đều ở dạng quá khứ, thêm đuôi ed. Các em sẽ đọc kỹ từng câu và hoàn thành sao cho hợp lý. Câu số 1,
Mercury and Pericule, Radium and Polonium. Mercury và Pericule thì đã khám phá ra nguyên tố radi và polony. Như vậy thì dựa vào cái tình huống của câu, các em có thể điền cho cô động từ discovered. Câu số 2, Thomas Edison, the light bulb in 1880. Chúng ta biết là Thomas Edison là người phát minh ra bóng đèn điện vào năm 1880, cho nên ở đây các em sẽ điền cho cô động từ invented, là phát minh. Câu số 3, Sarah Gilbert is the creator of a vaccine. She, it in 2020. Sarah Gilbert là một người sáng tạo ra một loại vaccine, và chúng ta biết rằng cô ấy đã sáng tạo ra nó vào năm 2020. Như vậy thì chúng ta có thể điền vào đây cho cô động từ created, đó là sáng tạo. Câu số 4, Scientists have carried out many to find a cure for cancer. Câu này muốn nói là những nhà khoa học đã tiến hành hay là đã thực hiện nhiều những cái cuộc thí nghiệm để tìm ra cách chữa trị ung thư. Như vậy thì ở vị trí bỏ trống này chúng ta sẽ điền cho cô danh từ experiments, là những cuộc thí nghiệm. Và câu số 5, scan your finger on this to check attendance, please. Hãy quét ngón tay của bạn trên cái máy quét vân tay này để điểm danh. Như vậy thì ở vị trí bỏ trống này chúng ta sẽ điền cho cô cụm từ fingerprint scanner. Và bây giờ cô trò chúng ta sẽ thực hành hoạt động số 4 và 5. Và ở phần 4 và 5 này thì các em sẽ thực hành với phần phát âm, đó là phần trọng âm. Trước tiên thì các em hãy xem phần ghi nhớ sau đây. Sentences have stressed and unstressed words. Trong câu thì có những từ được nhấn mạnh và những từ không được nhấn mạnh. We usually stress nouns, main verbs, adjectives, adverbs, negative auxiliaries and question words. Chúng ta luôn luôn nhấn mạnh vào những danh từ, những động từ chính, những cái tính từ, trạng từ, những trợ từ phủ định và những cái từ để hỏi. We normally stress the words yes or no, as well as auxiliary verbs in short answers. Chúng ta thường nhấn mạnh vào những từ yes hoặc là từ no, cũng như là những cái trợ động từ trong những câu trả lời ngắn. Đó là cái phần mà chúng ta cần ghi nhớ. Và sau đây thì chúng ta có thể xem một số những cái ví dụ kèm theo phần ghi nhớ như sau. Ở đây các em thấy có một số câu ví dụ. Trong mỗi câu thì các em thấy có những từ in đậm. Và chính những từ in đậm này chính là những cái stress words. Đó là những từ được nhấn mạnh. Ví dụ như ở câu đầu tiên thì chúng ta có thể đọc là How important is science to students? Chúng ta nhấn mạnh từ how. How ở đây là question words. Đó là từ để hỏi, giống như cô trò chúng ta vừa đọc ở phần ghi nhớ bên trên. Tiếp theo là important, thì đây là phần adjectives, là tính từ. Và trong một cái từ, trong một tính từ được nhấn mạnh này thì chúng ta lại nhấn mạnh vào cái trọng âm của cái tính từ đó. Như vậy thì tính từ important nó có 3 âm tiết, chúng ta sẽ nhấn mạnh vào âm thứ hai là âm po. Important, important. Tiếp theo thì chúng ta nhấn mạnh vào những cái danh từ stress nouns, là nhấn mạnh danh từ, thì ở đây chúng ta sẽ có là science và từ students. Trong đó thì chúng ta nhấn mạnh vào âm tiết thứ nhất đối với danh từ này, các em có là science. Rồi danh từ tiếp theo chúng ta cũng nhấn mạnh vào âm tiết đầu tiên, đó là students, students. How important is science to students? Khoa học quan trọng đối với học sinh như thế nào? Ở ví dụ tiếp theo thì chúng ta cũng thấy những từ in đậm và những cái phần in đậm của từ. Ví dụ như đầu tiên thì chúng ta có là use. Đây là một từ in đậm thì nó là động từ trong câu. Và như phần ghi nhớ ở bên trên thì các em thấy là chúng ta luôn luôn nhấn mạnh vào danh từ, động từ chính, tính từ, trạng từ. Vậy thì ở đây use nó là động từ chính trong câu này. Và danh từ thì chúng ta có là computer. Computer cũng là một danh từ và chúng ta cũng nhấn mạnh vào âm tiết của danh từ đó. Và một động từ tiếp theo là động từ learn. Will you use your computer to learn? Bạn sẽ sử dụng máy tính để học phải không? Ở ví dụ tiếp theo thì các em cũng thấy những phần được nhấn mạnh. Đầu tiên là động từ by. Đây là phần động từ chính. Và tiếp theo thì chúng ta có tính từ new. Và danh từ smartphone. Thì danh từ này có hai âm tiết.
thì chúng ta lại tập trung vào cái trọng âm của danh từ này. Đó là trọng âm rơi vào âm thứ nhất, chúng ta đọc là smartphone. Và tiếp theo yesterday thì chúng ta cũng nhấn vào trọng âm ở âm tiết đầu tiên của từ này. Tiếp theo là một câu trả lời ở dạng là câu trả lời ngắn, short answers, thì các em sẽ tập trung vào yes hoặc là no. Ở đây chúng ta có từ no. Và tiếp theo là nhấn mạnh vào từ didn't, đó là auxiliary verbs, đó là trợ động từ. Did he buy a new smartphone yesterday? Anh ấy đã mua điện thoại mới hôm qua phải không? No, he didn't. Không, không phải. Áp dụng phần vừa rồi thì chúng ta sẽ thực hành bài tập 4 và 5. Yêu cầu hoạt động số 4, các em lắng nghe và lặp lại những câu sau đây, chú ý vào những âm tiết được in đậm. Trước tiên thì các em hãy quan sát vào bài và lắng nghe theo máy. 1. I don't have a computer. 2. Do you call her every day? No, I don't. 3. They are not familiar with that new computer. 4. Did you lend her your laptop? Yes, I did. 5. Who do you work with on Sundays? Các em vừa lắng nghe theo máy. Bây giờ chúng ta cùng xem lại từng câu. Ở câu số 1 thì chúng ta thấy những từ in đậm như thế này. I don't have a computer. Tôi không có máy tính. Câu số 2. Do you call her every day? No, I don't. Bạn gọi điện cho cô ấy hàng ngày phải không? Không phải. Câu số 3. They are not familiar with that new computer. Họ không quen dùng máy vi tính mới. Câu số 4. Did you lend her your laptop? Bạn đã cho cô ấy mượn laptop, phải không? Yes, I did. Đúng vậy. Câu số 5. Who do you work with on Sundays? Ai làm việc với bạn vào các ngày chủ nhật? Yêu cầu hoạt động số 5. Các em lắng nghe và lặp lại các câu. Có bao nhiêu từ được nhấn mạnh trong mỗi câu? Như vậy thì ở phần số 4 thì các em thấy là các câu được bôi đậm những từ được nhấn mạnh. Thì ở câu số 5 này chúng ta lắng nghe và các em phải tự tìm ra những cái từ được nhấn mạnh đó. Trước tiên thì chúng ta hãy quan sát vào bài, lắng nghe theo máy và tập xem là trong câu đó có bao nhiêu từ được nhấn mạnh. Sau đó thì chúng ta có thể kiểm tra đáp án các bạn nhé. 1. He is an inventor. 2. We won't have a robot teacher next year. 3. She likes learning online. 4. Was she checking attendance when you came? No, she wasn't. 5. What did he invent? Các em vừa lắng nghe theo máy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra lại từng câu. Ở câu số 1. He is an inventor. Như vậy trong câu 1 thì các em có danh từ inventor. Danh từ này có 3 âm tiết và chúng ta sẽ nhấn mạnh vào âm tiết số 2. Inventor. Cho nên ở câu này chúng ta sẽ có là một từ được nhấn mạnh. Cụ thể thì các em có thể xem phần in đậm như sau. He is an inventor. Anh ấy là một nhà phát minh. Câu số 2. We won't have a robot teacher next year. Và trong câu số 2 này thì các em có thể nhấn mạnh vào những phần như sau. Ví dụ như là trợ động từ won't. Động từ chính là động từ have. Và từ robot. Trong đó thì từ này nó có hai âm tiết, chúng ta sẽ nhấn mạnh vào âm đầu. Robot. Hay là từ teacher, đây là danh từ, thì chúng ta cũng nhấn mạnh vào âm đầu của nó. Và từ next year. We won't have a robot teacher next year. Chúng ta sẽ không có robot giáo viên vào năm tới. Câu số 3. She likes learning online. Cô ấy thích học trực tuyến. Như vậy thì ở đây chúng ta có thể nhấn mạnh vào động từ chính cho cô là động từ likes. Và learning. Thì từ này có hai âm tiết, chúng ta sẽ nhấn mạnh vào âm tiết đầu tiên, learning. Và từ online thì chúng ta sẽ nhấn mạnh vào âm tiết số 2. Các em xem cụ thể ở đây. Ở những cái phần bôi đậm này. She likes learning online. Cô ấy thích học trực tuyến. Và câu số 4. Was she checking attendance when you came? No, she wasn't. Cô ấy đã đăng điểm danh khi bạn tới phải không? Không, không phải. Như vậy trong câu này thì chúng ta có động từ checking. Chúng ta sẽ nhấn âm đầu cho cô. Checking. Và danh từ attendance.
attendance thì chúng ta sẽ nhấn âm ten, attendance. Và cái question was là từ để hỏi, when, chúng ta cũng nhấn mạnh từ này, when. Và động từ là động từ came. Tiếp theo thì chúng ta có short answer là câu trả lời ngắn, thì chúng ta sẽ nhấn mạnh vào từ no. Và cái phần động từ wasn't. Cụ thể thì các em có thể xem ở đây. Was she taking attendance when you came? No, she wasn't. Cô ấy đã đang điểm danh khi bạn tới phải không? Không, không phải. Và câu số 5. What did he invent? Anh ấy đã phát minh ra cái gì? Thì ở đây chúng ta cần nhấn mạnh đầu tiên là từ để hỏi what. Và tiếp theo là phần động từ invent. Thì động từ này nó được nhấn mạnh. Và trong động từ đó thì chúng ta lại có âm tiết nhấn mạnh, đó là âm tiết số 2. Chúng ta sẽ đọc là invent, invent. Và các em có thể xem ở đây. Còn nếu như mà chúng ta muốn đếm về số lượng từ được nhấn mạnh trong mỗi câu thì các em có thể nhìn vào phần in đậm này để các em đếm. Ví dụ như ở câu số 1 thì chúng ta sẽ có một phần in đậm. Câu số 2 thì chúng ta sẽ có là won't have robot teacher next year. Và câu số 3 thì chúng ta sẽ có 3 phần in đậm như thế này. Tương tự như vậy đối với các câu khác. Đó là nội dung của hoạt động số 5. Và như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong tiết học ngày hôm nay. A Closer Look 1 của bài số 11. Hẹn gặp lại các em trong video bài học tiếp theo.